Vâng, ừ, chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giải thích về cái 11 điều vừa rồi mình có đưa lên và anh em cần sự giải thích đó. Đầu tiên đó là làm sao để biết được rằng đất tại Vĩnh Long mình có bị dính quy hoạch hay không, đúng không ạ? Thì thường lệ chúng ta có gồm 4 cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta lên tại Ủy ban nhân dân các cấp chúng ta xem. Cách thứ hai chúng ta sẽ xem tại các trang mạng trang báo ở trên phía của lại tại địa phương á, chúng ta sẽ xem xác định được cái cổng thông tin á, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xác định đất có dính quy hoạch hay không. Và cái thứ ba chúng ta sẽ xem các app này, các web quy hoạch tình trạng như thế nào cụ thể ra sao thì chúng ta sẽ xem trên nó. Và cái cách thứ tư đó chúng ta tại địa phương chúng ta nghe thử thông tin từ bà con cô bác hàng xóm lắng giềng đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem được tổng là bốn cách đó. Nhưng mà đối với lại tại địa phương Vĩnh Long này nó có sự đặc biệt, rất là đặc biệt ha. Ngoài cái bản kế hoạch sử dụng đất hàng năm là chẳng hạn như năm nay năm 2023 là nó sẽ có một bản kế hoạch quy hoạch sử dụng đất đúng không ạ thì thường lệ nó sẽ cung cấp ra nhưng mà còn lại ở đây có thêm một cái bản nữa, đó là cái bản quy hoạch tại địa phương đó thường lệ cái bản bản đồ mà xây dựng của địa phương á xem thử là cụ thể ra sao thì gần như là chúng ta sẽ mù tịch về cái vấn đề đó đó nên vì vậy ở địa phương nếu mà anh chị nào mà mua đất ở Vĩnh Long thì anh chị nên là xem hai cái điểm đó luôn ha vừa là coi trên bản kế hoạch sử dụng đất, vừa phải xem trên coi thử là bản đồ của địa phương á, xem nó có những cái gì, được không ạ? À? Xem thử cái đất mình nó có ra đường hay không hay đất đó làm đường ha. Còn đối với lại mà chẳng hạn như ở lưu ý thêm một số cái, đó là chẳng hạn như ở Vĩnh Long của mình á, nếu mà đất quy hoạch ra đường thì gần như là sẽ không có đền bù ha. Đền bù đường rất là ít. Nhưng mà nằm ở chỗ chẳng hạn như đền bù là chỉ được 70% giá trị của tài sản trên đất thôi đúng không ạ đó là làm đường đúng không và nếu anh chị nào cần kiểm tra quy hoạch có thể vào nhóm kiểm tra quy hoạch tại Vĩnh Long hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn miễn phí luôn anh chị vì vậy nên anh chị cứ an tâm chẳng hạn như muốn kiểm tra xem đất mình có dính quy hoạch hay không á thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại này hoặc là có thể vào nhóm rồi cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi và lắng nghe vâng xin cảm ơn